Mến chào tất cả các bạn cùng đến với Kinh Y Lược Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Gioan chương 1 từ câu 29 tới 34 của ngày thứ tư trước lễ hiển linh và bài suy niệm sau đây. Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: "Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Đây chính là đứng mà tôi đã nói rằng có người đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, vì người vốn có trước tôi. Phần tôi, trước tôi không biết người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để người được tỏ mình ra trong Israel. Và Gioan đã làm chứng rằng tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên người. Và trước tôi không biết người, nhưng đứng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai thì chính người đó là đứng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng người là con Thiên Chúa." Các bạn thân mến, người ta thường ví von sự ra đời của một tác phẩm hay một nhạc phẩm nào đó tựa như là một sự cứu mang trong thời thai nghén. Nó phải trải qua biết bao nhiêu thử thách để rồi mới được giới thiệu chào đời. Nằm trong ý nghĩa đó, Thánh Gioan trong Tin Mừng hôm nay cũng như muốn chia sẻ những cưu mang mà Ngài đã trải nghiệm khi nói về mầu nhiệm ngôi hai nhập thế. Ngài đã giới thiệu cho chúng ta như sau: Chúa Giêsu vừa là chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian, vừa là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu người là đứng cứu thế, bởi vì người vừa là con người, vừa là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở thành một con người. Thiên Chúa đã sống trọn vẹn kiếp sống của con người. Thiên Chúa đã từng cảm nghiệm được những niềm vui khổ đau của con người. Và cuối cùng Ngài đã chết như một con người. Vâng, Thánh Gioan Tẩy Giả đã cưu mang một tâm tình sâu xa về con người của Chúa Giêsu. Trong cuộc sống thực tế của Ngài, với những lời như sau: "Tôi đã không biết người, nhưng chính đứng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: người thấy thần khí ngự xuống trên ai thì người đó chính là đứng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đứng Thiên Chúa tuyển chọn. Vì thế khi Đức Kitô đến, Ngài có thể giới thiệu một cách chính xác: đây là chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian." Thánh Gioan đã cưu mang Chúa Giêsu trong cuộc sống, và Ngài luôn ở trong Chúa một cách thanh sạch, nên từ trong thâm tâm của Ngài đã bộc lộ hết sức chân thành như sau: "Phạm ai ở lại trong người thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy người và cũng chẳng biết người." Trong lúc đó thì Thánh Phaolô cũng đã bộc lộ tâm tình cưu mang của mình một cách tuyệt hảo khi Ngài nói cho chúng ta hay: "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi." Và rồi Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã có những cảm nghiệm của Ngài và đã nói với chúng ta như sau: "Rửa tội là bí tích làm nền tảng cho đức tin, và qua đó kết hiệp chúng ta vào giáo hội. Vì vậy đó không phải là một hình thức, nhưng là một hành động chạm đến cốt lõi của thân thể chúng ta. Qua phép rửa tội chúng ta được cứu mang và đắm chìm trong nguồn sống vô tận, trong cái chết và sự sống lại của Đức Kitô, đứng yêu thương nhân loại đến tận cùng. Chính nhờ tình yêu này chúng ta có thể sống một cuộc sống mới, vượt trên mọi tùy tiện của sự giữ, của tội lỗi và sự chết, trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và qua anh chị em của chúng ta. Qua bí tích rửa tội làm chúng ta trở nên là một tạo vật mới, một đồng thừa kế với Đức Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thưa các bạn, vậy chúng ta hãy cùng nhau cầu xin như Đức Giáo Hoàng khuyến khích chúng ta: mọi người hãy đánh thức lại ký ức về phép rửa của chúng ta và sống phép rửa mỗi ngày như một thực tại hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy nói một cách cụ thể hơn là trong mỗi giây phút của cuộc sống,
Người tín hữu chúng ta hãy nên một với Đức Kitô, đến độ chúng ta phải luôn tự hỏi rằng nếu Đức Kitô là tôi thì trong giây phút này đây Ngài sẽ làm gì, suy nghĩ gì và hành động như thế nào. Và Thánh Augustino thì nói cho chúng ta những nhận xét của Ngài như sau: mọi người chúng ta hãy sống lại, hãy cứ mang lại trong ký ức niềm hạnh phúc ngắn ngủi về đứng vĩnh cửu đã hạ sinh làm người giữa chúng ta, để rồi qua Ngài chúng ta cũng được cứu rồi. Sau hết thưa các bạn, chúng ta cùng nguyện xin đứng đã hạ sinh cho chúng ta tại Bethlehem cũng sẽ được cứu mang lại trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta cùng được lớn lên với Ngài và cùng được chia sẻ sự viên mãn của Ngài. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy an vui, tràn đầy hồng ân yêu thương của Đức Kitô.